Chào các bạn, đồng hồ TV sẽ cùng bạn tìm hiểu chiếc đồng hồ trang trí của hãng Citizen. Đây là chiếc đồng hồ được thiết kế khá là cầu kỳ. Phần khung đồng hồ hình oval và mặt đồng hồ cũng hình oval với nền màu trắng và các cọc số tự nhiên. Ngoài ra thì nó được trang trí bởi lâu đài âm nhạc. Các bạn thấy cái lâu đài này thiết kế kèm theo các nốt nhạc này. Và con lắc thì được gắn thêm 4 viên đá. Có lẽ là đá của hãng Swarovski, rất nổi tiếng. Và khi chạy ấy, thì các bạn thấy con lắc này nó cứ lắc đi lắc lại cả hai phần. Ngoài ra thì chiếc đồng hồ này là chiếc đồng hồ đánh chuông. Ở bên cạnh này sẽ có một cái nút để các bạn thử chuông nhé. Nó sẽ phát ra được nhiều bài hát khác nhau. Và cứ mỗi giờ ấy, thì là nó sẽ phát ra một bản nhạc. Và về kích thước thì nó sẽ có chiếc đồng hồ này bề ngang là khoảng 34 cm. Còn chiều đứng thì là khoảng 45 cm. Khá là lớn. Chiều dày là khoảng 8 cm. Chúng ta sẽ nhìn kỹ hơn về đồng hồ. Ở bên cạnh các bạn sẽ thấy có một cái nút để chúng ta thử nhạc này. Còn đây là nút tắt mở, cái chức năng radio control, tức là chức năng tự động chỉnh giờ đấy. Nếu để on nó sẽ tự động bắt sóng. Còn ở Việt Nam thì các bạn sẽ để off và chỉnh bằng tay. Còn cái công tắc ở dưới này là tắt bật chuông. Nếu để on ấy thì cứ mỗi một tiếng lại đánh một bản nhạc, còn để off là tắt. Nhiều bạn thắc mắc là nếu mà để on ấy thì tối nó có đánh chuông hay không? Thì các bạn để ý nhé, ở đây nó có cái cảm biến sáng này. Thì vào buổi tối ấy, nó sẽ tự động tắt chuông, nên các bạn không lo là nó làm phiền đâu. Nó chỉ đánh chuông ban ngày thôi. Còn đây là cái núm để bạn vặn to nhỏ âm lượng. Đấy, và chúng ta thấy ở mặt sau thì sẽ có mã đồng hồ 4MN512, nặng khoảng 2 cân. Còn đây là tên của các bản nhạc này. Chúng ta sẽ có khoảng 12 bản nhạc khác nhau. Còn đây là nút để các bạn chỉnh giờ. Ô nút này là để bắt sóng radio này. Để chỉnh giờ các bạn chỉ việc bấm cái nút này thôi là chúng ta sẽ chỉnh giờ được. Ở trên này các bạn sẽ thấy nắp pin sử dụng 2 viên pin đạn. Còn đây là loa phát ra âm thanh. Khi mà nó không dò sóng radio được ấy thì chúng ta sẽ tiến hành chỉnh tay. Các bạn sẽ bấm một cái nút ở trên này này. Nút mà có cái ngàm chắn này. Khi bấm nút đó ấy, thì chúng ta sẽ điều chỉnh kim phút và kim giờ tới cái vị trí giờ hiện tại. Ví dụ bây giờ là 2:30. Bạn nhả ra thì để một lúc cái kim dây sẽ chạy và việc chỉnh giờ đã thành công. Và nếu mà bạn quan tâm tới chiếc đồng hồ treo tường trang trí rất đẹp này, các bạn có thể liên hệ đồng hồ TV theo số điện thoại bên dưới. Hy vọng video này hữu ích với các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.